Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Già gân, tổng đang gần, bao giờ ông đứt gần. Còn chưa đầy tháng nữa là đến hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Trọng đã thổi lò bùng cháy mạnh lên cho thấy tuy ông già nhưng cũng còn rất gần. Hiện nay đang có 5 vụ án lớn cần ông Tô Lâm giải quyết, đó là vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ án Tân Hoàn Minh và vụ án liên quan đến sai phạm của ông Phùng Xuân Nhạ. Vụ án nào cũng to lớn. Cũng đang có thông tin sắp tới sẽ xử lý hai ông ủy viên Bộ Chính trị và người dân cũng đang chờ xem ông Trọng sẽ xử lý tới đâu. Cho tới nay chưa có ai làm được gì ông Tổng Trọng ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng cả. Vụ ngã bệnh đột ngột của ông Trọng tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 giờ đây vẫn còn là một câu hỏi rất lớn, liệu rằng đó là đột quỵ tự nhiên hay đột quỵ nhân tạo. Đây là hình ảnh từ khi bị đứt gân ở Kiên Giang, ông Tổng dường như đã sợ vùng đất này. Vấn đề khó hiểu là cho đến nay hơn 3 năm nhưng ông Tổng vẫn không chịu bước chân về miền Tây Nam Bộ một lần nữa. Chính vì thế mà ông Tổng không thể nào xua tan được mối nghi ngờ của người dân đối với nguyên nhân ngã bệnh của ông khi đó. Thời điểm ông Tổng về Kiên Giang, ông đang ở thế rất mạnh. Có thể nói là cái lò ông cháy hừng hực, làm nhiều người nghĩ rằng ông là một ông già gân thực sự, thích thì làm, không ngán thế lực nào. Tuy nhiên, chính vì cú ngã bệnh đấy làm cho một số người cho rằng cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã cắt gân ông già gân. Chuyện đấu đá chính trị mà nhận xét theo cách của người miền Nam là thấy vậy nhưng không phải vậy. Có thể trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất bên trong là đấu nhau đến sống còn. Trước khi ông Đinh Thế Huynh bị bệnh lạ thì không ai nghĩ ông Tổng và ông Huynh có vấn đề gì cả. Không biết khi ông Tổng đến Kiên Giang ngày đấy, ông Tổng bị cắt gân hay ông vô tình bị đứt gân. Tuy nhiên khi gân chân ông Tổng được chữa lành thì ông Tổng cứ như là chim sợ ná, không dám bén mảng đến vùng đất dữ miền Tây Nam Bộ nữa. Đây là hình ảnh trước ông Tổng ai cũng khum núm. Hiện nay người ta thấy sức mạnh của ông Tổng như không có đối thủ. Tới hai chân trụ chủ tịch nước và thủ tướng mà ông còn muốn đắn gần thì không biết ai có thể đắn công ông. Đối với xã hội, ông Tổng được lòng người dân vì ông lập ra cái lò mà đốt hàng loạt quan tham. Dù cho đó đốt thanh trừng thì người dân cũng thấy vui vì họ cảm thấy đã có quan chức bị trừng phạt. Mặc dù không lấy lại được những tài sản tham ô ấy để trả lại tiền cho họ. Thanh trừng của ông Trọng đang gây chủ thúc oán rất nhiều, nhưng vì trong số những người bị ông cho vào tù ấy, không ai đủ tầm để có thể làm gì được ông. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới, ông Trọng cũng đang tấn công mạnh vào những sai phạm của ông chủ tịch nước và ông thủ tướng. Tuy những người này dưới cơ ông, nhưng họ không phải là những người dễ để ông bắt nạt như Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh. Vì đến thời kỳ hội nghị trung ương 6, người ta chờ đợi những người này có thể cắt gần ông để bảo vệ cho chính họ. Chuyện âm mưu lật ông Trọng khỏi chiếc ghế đã banh nhà có từ trước hội nghị trung ương 5. Tuy nhiên qua hội nghị đấy không ai làm được gì và cho đến nay những người đấy vẫn chưa từ bỏ tham vọng muốn chiếc ghế quyền lực nhất trong đảng phải bỏ trống. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng có còn ngồi lại chiếc ghế sau hội nghị trung ương 6 hay không. Vừa qua quyết định 80 của trung ương đảng đã khẳng định quyền lực của Bộ Chính trị, mà trong Bộ Chính trị hiện nay tiếng nói của cánh ông Trọng đang là mạnh nhất. Điều này có nghĩa là ông Trọng đang rất sợ quyền lực số đông của ủy viên trung ương đảng. Trong trung ương đảng, số người bị ông Trọng xử lý rất nhiều. Nói theo ngôn ngữ bình dân là ông Trọng gây thủ chuốc oán với thành phần ủy viên trung ương đảng quá nhiều nên ông ngại. Tuy vậy, nói đến Bộ Chính trị thì ông cũng gây thủ chuốc oán không ít. Vậy thì kỳ hội nghị trung ương 6 sắp tới đây, ông Trọng có bị nắn gân hay không thì chúng ta sẽ cùng quan sát để biết thực tế ra sao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng đã làm đệ tử ruột Huệ mất kiên nhẫn. Có một số ý kiến cho rằng việc ông Trọng càng cầm quyền sang nhiệm kỳ thứ 3 đã làm cho đệ tử của ông Trọng mất kiên nhẫn, đặc biệt là đệ tử mà có khả năng ngồi vào chiếc ghế của ông nhất. Họ lo vì ông Trọng sẽ lật kèo loại họ ra khỏi cuộc chơi như ông đã từng loại Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng.
ông Vương Đình Huệ là người cơ hội và lại có nhãn quan chính trị khá tốt. Những toan tính của ông Huệ rất khéo léo nên khó làm cho đối thủ cả đồng minh phát hiện ra được. Nhờ đó mà ông Huệ vào tứ trụ nhưng về thành tích cũng còn khá sạch so với ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cứ bám ghế không chịu về hưu càng làm tăng khả năng rủi ro đối với ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Rủi ro thứ nhất là ông Tổng Trọng có thể lật kèo, và rủi thứ nhì là Phạm Minh Chính có thể gượng dậy sau vụ án AIC liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Trong hai ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp để giải quyết những vấn đề vô cùng nan giải trong đảng. Nói thẳng ra là họp để thanh trừng nội bộ. Với ông Trọng thì ông sẽ tìm cách hạ ai có thể đe dọa chiếc ghế của ông. Chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trọng muốn nhường ngôi, trong khi đó ông Trọng giữ ngôi càng lâu thì càng rủi ro cho ông Chủ tịch Quốc hội. Thông tin dò dỉ sau cuộc họp cho biết đã có những căng thẳng trong việc bàn cãi để chốt việc kỷ luật một vài ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương đang nắm những vị trí then chốt tại Chính phủ. Vấn đề nhạy cảm này đã được đề cập trong phiên họp trước của Bộ Chính trị. Đến thời điểm này, khi chuẩn bị bước vào tuổi 80, ông Trọng vẫn khư khư, không muốn chuyển giao quyền lực. Mới đây nhất, ông Trọng cho ban hành quy định số 80/QĐ-TV vào ngày 18 tháng 8 năm 2022. Tại quy định này, thẩm quyền của Bộ Chính trị lấn át qua mặt cả Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng so với quy định cũ là 105/QĐ-TV ban hành trước đó vào ngày 19 tháng 10, 2017. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ ở hạng tứ trụ, muốn đi tiếp chỉ có thể tranh chiếc ghế Tổng Bí thư. Mặc dù được Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn, nhưng ông Huệ chưa lấy được đa số phiếu trong Bộ Chính trị. Và hiện nay sự hậu thuẫn có vẻ như không còn như trước đây nữa. Ông Tổng Bí thư thường là kẻ thất thường, mà để đối phó với những hành động thất thường của ông Tổng thì ông Huệ chỉ có thể thất thường hơn. Hay nói đúng hơn, ông Huệ cần phải hành động trước khi ông Tổng Bí thư đổi ý để tránh có bị ông cho về vườn đột ngột như trường hợp của Đinh Thế Huynh trước đó. Chính trường Việt Nam luôn sôi động, gay cấn, các cuộc đấu đá chính trị có thể còn tiếp tục và mỗi phe đang đều tìm mọi cách để mở rộng ảnh hưởng của mình. Cầm đầu các phe phái cũng là các ứng viên lãnh đạo trong tương lai, quyết đấu đá tác động đến chính sách để tranh giành ghế trong các cơ quan quyền lực cao nhất của đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2022. Các bên sẽ dàn xếp ngã giá ra sao tùy thuộc vào việc họ đấu giá trong giai đoạn trước đó như thế nào. Trong lúc còn được ông Tổng tin tưởng thì ông Vương Đình Huệ cần ném đá giấu tay cho thật khéo léo để đẩy ông Tổng ra khỏi chiếc ghế. Bởi hiện nay mà khôn không tranh thủ thì có thể cuối nhiệm kỳ đấu sao lại Phạm Minh Chính. Tuy Phạm Minh Chính bị dính sai phạm nhưng nói cho cùng, ông Chính dính sai phạm không nghiêm trọng bằng ông Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12 vào năm 2011. Vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn sừng sững. Đấy chính là bài học cho Vương Đình Huệ, để lâu sẽ không có lợi trước Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Đặc thù chính trị của Việt Nam, nhất là nhân sự cấp cao, luôn thể hiện qua những quan hệ thập nhập nhằng và hết sức phức tạp. Bề ngoài có vẻ họ là đồng chí của nhau, nhưng bên trong thì đấu nhau chí tử. Cả phe ta cũng ganh đấu nhau chứ không hẳn chỉ là đối thủ mới đấu với nhau.